Vâng ạ. Xin chào toàn thể quý anh chị nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị mình 7 lô đất nha quý anh chị nhá. 7 lô đất ở phía trong này nè quý anh chị. Vào đây từ đây vào đó khoảng 50 mét thôi, cũng rất là gần chứ không có xa nha quý anh chị nhá. Vị trí của 7 lô đất này là thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nè quý anh chị. Nó cách đường số 8 khoảng 100 mét thôi, đường số 8 Linh Xuân đó quý anh chị. Phía trước là đường số 8 Linh Xuân, còn cái đường này là hẻm nha quý anh chị nhá. Hẻm này hẻm 226 nhưng mà hẻm này cũng rất là rộng này quý anh chị này. Quý anh chị thấy hẻm rộng không ạ? Hẻm này rộng, cực kỳ rộng luôn, rộng gần bằng với đường số 8 luôn. Lộ giới của hẻm này khoảng 9 đến 10 mét quý anh chị nha. Rất là rộng ha, ô tô di chuyển thoải mái. Ra đây là đường số 8 Linh Xuân khoảng 100 mét. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới anh chị mình 7 lô đất nằm trong này được quý anh chị. Đường hiện tại bây giờ thì đang làm hạ tầng đường, nhưng mà sổ thì có rồi quý anh chị nha. Có sổ riêng từng nền luôn rồi. Mình có thể mua bán và công chứng chuyển nhượng sang tên ngay luôn. Cái hẻm 226 này là hẻm thông này quý anh chị. Đây ha, hẻm thông nha. Đường ô tô ok luôn. Và ở trong này thì hiện tại đang có 7 nền. Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị mình để quý anh chị mình tham khảo ha. 7 nền đất có sổ riêng từng nền thuộc phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì bây giờ đang làm đường này quý anh chị, đang bỏ vỉa hè và chỗ này sẽ được rải nhựa nha. Chỗ này lộ giới đường này khoảng hơn 5 mét quý anh chị nha, khoảng tầm 6 mét đấy ạ. Vị trí của 7 lô đất mình là ở trong kia khoảng 50 mét thôi. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong đấy cho quý anh chị mình xem nha. Đây là quý anh chị. Đường này sẽ được rải nhựa hết luôn nha, rất là đẹp nha. Đường ô tô, ở trong này có 7 nền. 7 nền có sổ riêng hết rồi. Tổng diện tích của mỗi nền là 79m², thổ cư 77m nha quý anh chị nha. Cả 7 nền này giống nhau luôn. Sẽ nằm trên mặt tiền con đường này. Đường này có lộ giới khi làm xong là khoảng 6m quý anh chị nha. Đường ô tô rất là đẹp luôn quý anh chị. 7 nền 7 sổ. Diện tích mỗi nền là 79m², thổ cư 77m nha quý anh chị nha. Ngang 4 và dài 19. Ngang 4m và dài 19m. Và ở phía sau nở hậu. Nở hậu 4m rưỡi. Đã có đánh móc hết rồi quý anh chị nha. Đây ạ. Sổ sách có sẵn ha, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên ngay luôn. Khu dân cư hiện hữu, mình xây dựng nhà hoàn công thoải mái nha quý anh chị nha. Đây là khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị nha. Hiện tại là đang làm hạ tầng, chuẩn bị sắp tới sẽ rải nhựa khoảng vài ngày nữa thôi. Chỗ này sẽ làm cống nước quý anh chị. Cống nước và rải nhựa ha. Rất là bài bản nha quý anh chị nha. Chỗ này mình mua một nền hoặc mua cả 7 nền đều được quý anh chị nha. Bán lẻ bán sỉ luôn. Giá bằng nhau. Cả 7 nền bằng nhau luôn quý anh chị ơi, 55 triệu một mét. Tính ra tổng tiền là 4 tỷ 350 triệu ạ. 4 tỷ 350 triệu một lô. Giá này còn bớt chút lọc quý anh chị nha. Có bớt chút lọc ha, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên ngay. Mình đặt cọc vào khoảng tầm 15-20 ngày mình công chứng. Sổ thì có sẵn rồi, nếu anh chị mình muốn công chứng ngay đều được luôn. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Đó, cái vị trí hồi nãy em đứng ở phía ngoài đó là hẻm 226. Còn ra đây mình quẹo tay phải là ra đường số 8 Linh Xuân. Khoảng 100 mét thôi. Còn nếu mình ra chợ Xuân Hiệp thì khoảng 300 mét. Ra đường quốc lộ 1K khoảng 500 mét. Và kế bên trường Đại học Kinh tế Luật nha quý anh chị nha. Rất là gần ha. Một vị trí rất là đẹp ha. Rồi đất Thủ Đức mà chỉ có 55 triệu thôi quý anh chị nha. Rất là hợp lý ha. Mua ở mua đầu tư rất là ok. Rồi. Nếu anh chị mình yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Hải theo số điện thoại hiển thị ở trên màn hình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh mình. Rất cảm ơn quý anh chị mình đã cùng xem hết video. Và em xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị cùng các bạn mình trong những video tiếp theo của bên em ạ.